Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng dành thời gian để đến với chuyên mục khách mời ngày hôm nay. Có thể nói rằng những năm qua, ngành y tế nước ta có một chuyên ngành được coi là mới mẻ, nhưng đã kịp thời đáp ứng đúng và trúng nhu cầu của người bệnh trong xã hội hiện đại. Và một trong những chuyên gia đã góp phần xây dựng phát triển chuyên ngành nam học, đó chính là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam. Và câu chuyện của ông trong chuyên mục khách mời hôm nay thì sẽ không kể bằng quá trình công tác của bản thân mình, mà sẽ được kể bằng thành quả của hai đơn vị nơi ông làm việc gắn bó với vai trò người đứng đầu, vừa lãnh đạo vừa trực tiếp làm chuyên môn thường nhật. Cuối tháng 7 năm 2023, Hội Y học Giới tính Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Toàn quốc tại Đà Nẵng. Hội nghị diễn ra sôi nổi, quy tụ nhiều chuyên gia về chuyên ngành y học giới tính cùng các chuyên ngành liên quan cả trong và ngoài nước. Là chủ tịch hội, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang có vai trò quan trọng trong quá trình kết nối cộng đồng các nhà khoa học, qua đó cập nhật, nghiên cứu, công bố và ứng dụng những thành tựu khoa học mới trong lĩnh vực y học giới tính tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Y học giới tính là những cái vấn đề rất là quan trọng trong xã hội hiện đại bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của mỗi người dân. Tuy nhiên thì lâu nay chúng ta chưa có đào tạo những cái chuyên ngành này và Hội Y học giới tính ra đời thì đã là một cái bổ khuyết rất là tốt cho cái vấn đề này. Tôi cảm thấy vui và hào hứng trước sự phát triển của chuyên ngành y học giới tính tại Việt Nam. Nó rất thiết thực trong cuộc sống hiện đại của người dân. Và tôi tin rằng các bạn sẽ có những tiến bộ nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Hội Y học giới tính trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang đã chủ trì rất nhiều các cái hoạt động thì đã có đóng góp rất lớn vào việc là tạo nên một cái đội ngũ các thầy thuốc chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe giới tính cho người dân cả nước. Trở về với công việc hàng ngày, bác sĩ Quang lại miệt mài tại Trung tâm Nam học Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, lúc thì ở phòng khám, lúc thì đi buồng, thăm hỏi và kiểm tra tình hình sức khỏe bệnh nhân. Và đặc biệt dành nhiều thời gian trong phòng mổ. Từng có cơ hội học tập, tu nghiệp tại nhiều quốc gia như Pháp, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Bỉ, Hàn Quốc, Thái Lan. Ông luôn chú tâm vận dụng mọi kinh nghiệm và kiến thức để mang lại kết quả điều trị tốt nhất cho người bệnh. Sống trong sự vất vả, bận rộn của ngành y, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang thường lấy ký ức về những năm tháng tuổi trẻ làm động lực. Mặc dù đảm đương cùng lúc nhiều công việc, mỗi ngày bác sĩ Quang vẫn thấy mình có nhiều năng lượng, cả trong vai trò quản lý và công tác chuyên môn. Xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang, cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình. Trong bối cảnh cuộc sống thời hiện đại có khá nhiều vấn đề phát sinh về các bệnh lý thuộc chuyên khoa nam học, xin hỏi Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nói chung và Trung tâm Nam học nói riêng đã có phương hướng như thế nào để giải quyết vấn đề nêu trên ạ? Đúng là cái cuộc sống hiện đại nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái sức khỏe sinh sản và ảnh hưởng đến rất nhiều các cái vấn đề về mặt tâm lý, xã hội. Xu hướng là như vậy thì Bệnh viện Việt Đức nói chung và Trung tâm Nam học nói riêng luôn luôn là phải thay đổi. Cho nên là chúng tôi luôn luôn làm các cái chương trình truyền thông và các cái chương trình mà hướng dẫn cho cái sức khỏe cộng đồng để cho cái người dân người ta nhận biết được cái tình trạng bệnh và người ta đến những cơ sở uy tín để điều trị. Chúng tôi có đến những cái nơi mà các cái cơ sở về lão khoa, những nơi các trường học để chăm sóc, để tư vấn cho các cái cháu bé và bố mẹ của các cháu nhận thức được cái bệnh lý, các tình trạng về nam khoa để bố mẹ biết và có thể hướng tới các cháu và quan tâm các cháu nhiều hơn để xử trí. Chính vì mình chúng tư vấn rất nhiều cho nên là các bệnh nhân cũng bạn biết nhiều hơn về các cơ sở điều trị chính thống. Nếu như mà bệnh nhân đến những các cơ sở y tế mà không được đào tạo một cách chuẩn chỉ, có cái tình trạng là tiền mất và tật mang, và khi đến chúng tôi là chúng tôi phải sửa chữa những cái mà tình huống sửa lại nhiều khi rất là khó và người bệnh lại bị cái sức nặng về tâm lý. Mặt thứ hai nữa là gì? Ai sẽ chăm sóc cho người bệnh đấy? Thì cái đội ngũ y tế rất là quan trọng. Thì Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Trung tâm học của chúng tôi đã thường xuyên mở các khóa đào tạo cho các bác sĩ từ tuyến tỉnh đến các cơ sở y tế để cập nhật kiến thức. Và khi người ta được đi học của chúng tôi về, người ta sẽ mang kiến thức đấy về áp dụng tại cơ sở để nâng cao cái trình độ điều trị cho người bệnh, để sao cho bệnh nhân không phải đi tại các cơ sở
mà đi xa nữa, mà chúng tôi nhiều khi có thể tư vấn tại chỗ cho các bác sĩ ở cái tỉnh. Chúng tôi tạo ra mạng lưới và đấy cái vai trò rất lớn của trung tâm đầu ngành tuyến cuối, đó là Bệnh viện Huyện Việt Đức và trung tâm học của chúng tôi. Được biết, bác sĩ Nguyễn Quang là người có thế mạnh trong mảng phẫu thuật điều trị các bệnh lý về chuyên khoa nam học. Những kinh nghiệm đó đã được đúc rút và chia sẻ trong tập thể trung tâm nam học Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ra sao ạ? Tôi cũng là một trong những người mà được tham gia phát triển chuyên ngành nam học tại Việt Nam, cũng sớm nhận thức được cái nhu cầu khám chữa bệnh của người dân và nhu cầu học tập nâng cao kiến thức của các cái thế hệ của các bác sĩ trẻ. Cho nên là bản thân tôi cũng nỗ lực hoàn thiện mình, cập nhật các kiến thức. Tôi luôn cố gắng tập hợp các bác sĩ tầng lớp kế cận, luôn luôn có các cuộc trao đổi về mặt kiến thức chuyên khoa của nam học. Rộng hơn nữa thì có thể phát triển ra một số các chuyên khoa khác, bởi vì nam học nó là đầu ra của rất nhiều các chuyên khoa. Ví dụ sọ não, chấn thương sọ não, chấn thương cuộc sống, người ta cũng bị ảnh hưởng với nam khoa. Người ta không thể có cái sức khỏe tình dục bình thường được. Các bệnh khác về mặt tiêu hóa, về mặt tim mạch cũng ảnh hưởng về mặt nam khoa. Cho nên là chúng tôi có các lớp đào tạo, các hội thảo để cho các bác sĩ nỗ lực phát huy để cho người dân được tiếp cận cái điều trị một cách tốt nhất, hiệu quả nhất với cái chi phí nó hợp lý nhất. Nó góp một phần nhỏ bé của mình cho cái hệ thống y tế của mình được phát triển nhất và đem lại cái quyền lợi tốt nhất cho người dân của chúng ta. Nhiều năm qua, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang cùng Trung tâm Nam học đã giúp chữa trị hiệu quả căn bệnh vô sinh ở nam giới. Vậy trên con đường nghề nghiệp suốt vài chục năm qua, ông có dịp nào gặp lại những em bé đã chào đời từ thành quả công việc của mình hay không ạ? Chắc chắn là gặp rất nhiều rồi, bởi vì cái tình nghĩa của người Việt Nam mình rất là lớn. Sau khi mà được chúng tôi chữa để có con thì bố mẹ các cháu cũng đưa con đến gặp bác sĩ. Thì là đây là bác đã giúp bố mẹ có con đây. Sự hiện diện của các cháu trên đời thì giúp chúng tôi hiểu rằng là cái công việc của mình có nghĩa, ý nghĩa hơn. Bản thân gia đình của các cháu và bố mẹ các cháu đã hạnh phúc thì cũng là nguồn động viên cho bác sĩ, thì bác sĩ cũng cảm thấy là rất là vui sướng. Với tư cách là Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam, xin ông cho biết hội đã có những hoạt động như thế nào trong việc phổ biến kiến thức và nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề chăm sóc sức khỏe giới tính cho người Việt? Hội Y học Giới tính Việt Nam nỗ lực phát triển chuyên ngành của mình, tích cực truyền thông, giáo dục, chăm sóc sức khỏe y học giới tính trong các cái môi trường, tức là tất cả dân Việt Nam đều là đối tượng để chúng tôi quan tâm đến. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các cái khóa đào tạo liên tục CME, tổ chức các hội nghị lớn, tập hợp đông đảo các bác sĩ quy tụ về để trao đổi kiến thức. Chúng tôi luôn ý thức được rằng chúng ta là một cái hội toàn quốc của Việt Nam, cũng nằm trong cái hệ thống hội của thế giới. Chúng tôi mời các báo cáo viên chất lượng, các thầy, bậc thầy của chúng tôi mang kiến thức trên thế giới về cập nhật cho các bác sĩ tại Việt Nam để nâng cao tay nghề bác sĩ Việt Nam lên. Hội chúng tôi là cái cầu nối giữa các chuyên gia đầu ngành quốc tế với các bác sĩ Việt Nam. Chúng tôi rất tự hào là từ khi Hội Y học Giới Việt Nam thành lập và phát triển thì cái lực lượng các bác sĩ, nhân viên y tế càng ngày càng được cập nhật các kiến thức chuyên sâu, góp phần để nâng cao cái hệ thống y tế của mình Việt Nam mình lên, để sao cho tạo ra một cộng đồng thực sự có ý nghĩa cho xã hội. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang với những chia sẻ vừa rồi. Xin chúc cho bác sĩ sẽ có thật nhiều sức khỏe để có thể chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.